quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Hé lộ không gian đám cưới khủng của Duy Mạnh và Quỳnh Anh. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, Duy Mạnh và Quỳnh Anh sẽ chính thức về chung một nhà. Chi phí khủng để tổ chức đám cưới khiến cộng đồng mạng xôn xao. Hiện tại, cặp đôi Duy Mạnh, Quỳnh Anh đang gấp rút hoàn thành các khâu chuẩn bị cho ngày trọng đại. Không gian lễ cưới cũng như dàn khách mời tới dự đám cưới là điều mà fan không khỏi tò mò. Quỳnh Anh vốn là con nhà trăm anh thế Việt, còn Duy Mạnh lại thành công trong sự nghiệp bóng đá. Chính vì vậy, lễ cưới được tổ chức cầu kỳ sang trọng là cái kết trong mơ mà người hâm mộ mong chờ bấy lâu nay. Chỉ còn vài ngày nữa, Duy Mạnh và Quỳnh Anh sẽ về chung một nhà. Hé lộ không gian đám cưới khủng của Duy Mạnh và Quỳnh Anh. Mới đây trên trang cá nhân, Duy Mạnh chia sẻ bài viết tiết lộ việc sử dụng 500.000 viên pha lê cao cấp để trang trí không gian lễ cưới tại khách sạn, khiến cộng đồng mạng không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ. Thậm chí, cặp đôi còn rất hạnh phúc khi dắt tay nhau đi chọn từng viên pha lê một để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Hai người tự tay đi chọn pha lê để trang trí cho lễ cưới. Bên cạnh đó, đám cưới khủng cũng sẽ được trang trí bởi nhiều loại hoa rực rỡ khác nhau. Sự chuẩn bị công phu và kỳ công chắc chắn mang đến không gian lung linh, như trong chuyện cổ tích mà công chúa Béo từng mong muốn. Theo một nguồn tin do người thân của chú rể cô dâu tiết lộ, chi phí cho riêng hoa tươi tại lễ cưới đã lên tới con số 200 triệu đồng. Số pha lê cao cấp được trang trí trong đám cưới lên tới con số 500.000. Ngoài chi phí khủng về hoa tươi, pha lê để trang trí, mới đây trên trang cá nhân Quỳnh Anh và Duy Mạnh cũng đã đăng tải váy cưới cực lộng lẫy, cùng bộ vest đen hay giày đến từ các thương hiệu cực kỳ đắt đỏ. Điều khiến người hâm mộ chú ý hơn đó là dây chuyền hay nhẫn kim cương có giá tới 34.000 đô, hơn 787 triệu đồng. Duy Mạnh khoe áo vest sẽ được mặc trong đám cưới. Vòng này sẽ được sử dụng cho cô dâu trong ngày cưới. Cộng đồng mạng trầm trồ trước chi phí khủng bỏ ra trong đám cưới. Những ngày gần đây, Duy Mạnh, Quỳnh Anh liên tục đăng tải thông tin về đám cưới, khiến công chúng xôn xao, suýt xoa ngưỡng mộ. Vì cả hai đều tài giỏi, cô dâu là có xuất thân khủng, nên việc chi ra số tiền lớn cho ngày trọng đại không quá ngạc nhiên. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn cảm động trước những cử chỉ yêu thương, tình cảm mà hai người dành cho nhau. Họ luôn cố gắng tự tay chuẩn bị mọi công đoạn trong ngày trọng đại của mình. Ý kiến từ cộng đồng mạng: yêu thích cặp đôi này từ lâu lắm rồi, mong công chúa Béo và chàng cầu thủ hạnh phúc. Ngưỡng mộ tình yêu này quá, mong hai người sẽ hạnh phúc. Con nhà trăm anh thế Việt, sẵn rồi thì số tiền kia cũng chẳng quá lớn với họ, nhưng với mình thì khủng thật. Không biết so với mấy người nổi tiếng kia sao cứ thấy xa hoa quá. Dàn khách mời khủng tới dự đám cưới Quỳnh Anh, Duy Mạnh. Gần tới ngày trọng đại, những người nổi tiếng có gia thế khủng cũng đã bắt đầu khoe tấm thiệp mời trên bàn. Qua đây, dân tình cũng có thể điểm danh sương sương một số cái tên quen thuộc. Dàn nghệ sĩ đã nhận được thiệp mời phải kể đến Trần Thăng Bình, Đức Phúc, Mạc Văn Khoa, anh chàng YouTuber Phở Đặc Biệt. Ngoài ra, một số người bạn gái của dàn cầu thủ hay xuất thân trong anh thế Việt cũng đã khoe thiệp. Trịnh Thăng Bình được Duy Mạnh mời cưới. Đức Phúc cảm thấy vui vẻ khi được mời đi đám cưới của cặp đôi. Không chỉ các ngôi sao, Ricky Hà Thành, Trương Cẩm Tú cũng đã khoe thiệp mời. Duy Mạnh, Quỳnh Anh là cặp đôi nhận được sự yêu mến của cộng đồng mạng. Đám cưới dự kiến được tổ chức vào ngày 9 tháng 2 tới.